Homestay nhà sụn, nhà gỗ. Đấy không? Cháu trơn ngã đấy.
Đây. Miền thì bây giờ hết e rồi, giờ cái thuyền này nó hết e rồi. Nhưng cái ấy này là bắt cá cứ ở đây tất thì đúng không? Dạ. Ở đây nhé. Vậy anh làm nào? Thế thì anh ở trên đây có mua được cá không? Hả? Ở trên đây có mua được cá tươi. Mình do mình